Thưa quý vị và các bạn, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên đều từ nhân dân mà ra. Dân là gốc của cách mạng. Để phục vụ sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải hòa mình với quần chúng thành một khối. Tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng. Phải hiểu dân, phải học từ dân. Học và làm theo tư tưởng của Bác xuyên suốt những năm qua. Các cán bộ trên địa bàn huyện Thạnh Trị đã luôn bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân. Vừa là tấm gương, vừa là người đồng hành cùng nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ. Năm 2015, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Kiết Lập B, xã Lâm Tân được xem là cánh chim đầu đàn trong mô hình kinh tế hợp tác về chăn nuôi ở huyện Thạnh Trị. Hợp tác xã thu được lợi nhuận ổn định, thành viên thực hiện được mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại. 40 thành viên tham gia vào hợp tác xã đều xây được nhà mới. Đến nay, hộ có ít nhất là 3 con bò sinh sản, hộ có điều kiện lên đến 20 con. Bà con không nuôi để giảm nghèo nữa, mà nuôi để làm giàu. Kết quả đó phải nói đến vai trò nòng cốt của chính đảng viên trong hợp tác xã. Các đồng chí vừa chăn nuôi, đồng thời là mô hình điểm để bà con rút kinh nghiệm làm theo. Xã này thì dễ tỏ nó giám đốc hay là thành viên hợp tác xã nó cứ là đồng lòng nha ngọ. Và ra tổ thua cái thì tổ xua thành viên nó ngọ, cả nó thông nhất. Nên bà bán bầm thông nhất là mình bán. Nếu như hợp tác xã chăn nuôi ở xã Lâm Tân phát huy thế mạnh về chăn nuôi bò, thì hợp tác xã nông nghiệp ấp Bào Cát, thị trấn Hưng Lợi, tiêu biểu trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng với các thành viên là đồng bào dân tộc Khmer. Hơn 5 năm thành lập, hợp tác xã đã khẳng định hiệu quả trong tổ chức sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, mà nổi bật nhất là khôi phục và sản xuất thành công giống lúa tài nguyên mùa Thạnh Trị, đưa thương hiệu gạo tài nguyên Thạnh Trị vang xa trên thị trường trong và ngoài nước. Vai trò trách nhiệm người đảng viên trong hợp tác xã thì cũng quan tâm nhất là cái ban quản trị, qua cái hội họp trao đổi thì tuyên truyền vận động bà con, thì với cái sự mà nhiệt tình người đầu tàu gương mẫu thì bà con người ta cũng chấp nhận tin tưởng vào cái ban quản trị của hợp tác xã để họ làm theo. Còn ngoài ra nữa thì liên kết với các cái cuộc họp hàng tháng của chi bộ ấp, thì thông qua cái báo cáo của hợp tác xã thì gợi ý với đồng chí là bí thư chi bộ cũng tuyên truyền vận động thêm, có nghĩa là đi vào cái thành viên hợp tác xã là cái làm ăn có bài bản, có đường đi nó bền vững. Đảng viên đi trước là phương châm hành động của đảng bộ, bởi nói cho dân hiểu, làm cho dân tin thì mới có được sự đồng tình của nhân dân. Từ đó mới cụ thể hóa được ý đảng và phát huy được chủ trương, nghị quyết đến tận cơ sở, đặc biệt là những vùng khó khăn, những vùng có đông đồng bào dân tộc. Trong cái công tác phát triển đảng, đặc biệt gần đây, trong cái nhiệm kỳ của giai đoạn 2020-2025, thì cái định hướng của ban thường vụ sẽ đi sát về cơ sở, mà trong đó phát triển đối với các đồng chí là nguồn đào tạo trong cái cán bộ, đặc biệt là cán bộ dân tộc, cán bộ nữ và cán bộ trẻ, trong cái điều kiện hiện nay về vấn đề phát triển sản xuất thì gắn với trong công tác xây dựng đảng, phát triển đảng và công tác cán bộ thì gắn với cái mô hình về cái phát triển sản xuất. Từ hai hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu đã phản ánh rõ nét vai trò đảng viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn, phát huy tốt vai trò hạt nhân trong phong trào cách mạng từ cơ sở. Kết quả đó thêm phần khẳng định coi việc gần dân, sâu sát cơ sở, nhận được sự tin tưởng, đồng thuận cao của người dân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và niềm tin của nhân dân vào đảng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.